quick 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 quick, đây là món gì của tôi đây. Bốn mình đen là cái các bạn, còn hai anh trắng là trống. Nè núi đây ngon đi chưa, còn gì bằng cuộc sống như thế này các bạn, đang vui vẻ. Mỗi ăn đi làm về mệt nhìn thì nó không vui rồi mọi người ạ. Ta yêu lấy một người bình thường để đem về thì thầm nhớ thương, mặt cuộc đời này sao cũng được. Ở quá khứ và cả hiện tại, yêu thương nào cùng nhạt cũng phải, chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm say. Ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi phải không. Nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọc. Hey, ban dịch tôi rất là vui. Từ hồi nuôi nó là 11 con các bạn, sau là dịch là chết bớt rồi. Giờ còn có 6 anh này thôi. Nhưng mà lượng trứng nhiều lắm các bạn ơi, lượng trứng cho anh nhiều lắm. Hồi nãy giờ có đứa nào để trứng nào chưa? Hả? Quick 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 quick. Hồi trước đây tố này nè các bạn, tố nhiều lắm. Lấy trứng ăn hết trơn rồi, không ấp được. Hồi sáng lấy một mớ trứng lên làm chuối này nè. Giờ không biết nó có đẻ không nữa. Trong lùm này có u sáng lấy nè, hôm nay bữa rất nhiều lắm, bây giờ sáng mới lấy còn hai trứng, để hai trứng là cho nó đi thôi, vui lắm. Đây là đường ống nước để dẫn nó xuống nhấn nữa ta. Sữa này cái đường ống nước mà cho nước dẫn xuống ống nhà mình sẽ quê tín hiệu đó các bạn ơi, trước câu sâu chuối. Chim gì kêu biết này. Theo mình nữa các bạn. Theo mấy con. Hả? Ăn đi rồi để trứng nè. Mình xin cá tố một bách nuôi. Cái ói. Thấy quan cảnh trong dịch mình đẹp không? Đẹp kì. Nhưng mà chỗ nào có vịt là chỗ đấy không có gì sống đâu nha các bạn. Phần của tụi anh với lại tụi anh dặm đạp phá lắm. Mấy cái lớn vượt qua đầu á, mấy cái nhỏ có là dặm tiêu hết. Đó, mà trước nuôi là có như kia này các bạn, giờ nó dặm không còn cây nào luôn. Nè, mấy thưa vị chào mọi người nè. Chào mọi người đi tắt video nha. Bye bye.
Đang sáng mình làm trứng vịt đây các bạn. Sáng mình lấy trứng của nó, giờ mình sẽ bỏ một trứng này cho nó đen nha. Để nó hờn nó đi. Nè, trém một trứng này. Nè, trém một trứng này. Ok. Phải này. Cái ổ của nó này. Nó lóc ổ không? Hay là không? Bye. Bye.